Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Hoa của Tập Cận Bình phản tác dụng. Từ ngày châu Á tới châu Phi, từ London sang Berlin, các đại diện của Trung Quốc đã gây ra một loạt cơn bão ngoại giao với thái độ khiêu khích, hiếu thắng, bất cứ lúc nào mà nước họ bị tố cáo là không minh bạch hay không hành động kịp thời để ngăn chặn sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán, để dịch bệnh đã trở thành đại dịch toàn cầu, giết chết hàng trăm ngàn người và lây nhiễm cho hàng triệu người, và con số này không dừng lại ở đây, tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Bản tin của hãng thông tấn AP nói về thế hệ mới của các nhà ngoại giao Trung Quốc đưa ra hình ảnh chiến binh sói, theo tựa đề phim đã được miêu tả rất ăn khách ở Trung Quốc, với nhân vật chính trong phim là một người hùng Trung Quốc, tay không diệt bạo tàn ở châu Phi và Đông Nam Á, tương tự như người hùng Rambo của Mỹ. Nhưng những kẻ gian trong phim lẽ dĩ nhiên là người Mỹ. Đây là hình ảnh họa sĩ Aurora, người thực hiện bức vẽ bản đồ nước Ý, cho biết cô không hề có ý định xúc phạm chủ quyền Việt Nam. Thiết kế của cô đã bị họa sĩ người Trung Quốc sử dụng mà không hề hỏi ý kiến cô. Trung Quốc đã lợi dụng bức họa của cô để tuyên truyền bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của họ, tức là đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra. Và chính sách ngoại giao hung hăng hơn của Trung Quốc đã được xây dựng trong nhiều năm dưới quyền lãnh đạo của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi ông Tập gạt mọi người sang một bên và cách tiếp cận của cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình trước đây rất khác, và khuyên Trung Quốc nên giấu tham vọng của mình để chờ thời là điều các lãnh đạo trước đây hay bàn tới, nhưng giờ đã không được thực hiện. Và ngược lại, ông Tập đã thuộc thế hệ mới của lãnh đạo Trung Quốc nên theo đuổi nền ngoại giao nước lớn với đặc điểm của Trung Hoa. Qua đó, ông Tập kêu gọi Trung Quốc giành lại vị trí lịch sử của mình trong cương vị của một cường quốc thế giới. Thời kỳ Trung Quốc phải phục tùng các nước khác đã qua từ lâu, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã viết như vậy. Và nhân dân Trung Quốc không còn hài lòng với giọng điệu ngoại giao yếu đuối nữa. Tại Thụy Điển, một nhà báo viết về tác động của hệ thống chính trị độc đảng của Trung Quốc với cách nước này đáp ứng cuộc khủng hoảng do virus viêm phổi Vũ Hán gây ra đã bị chỉ trích trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển, Kui Kong Yu, tỏ thái độ thiếu tôn trọng đối với nhà báo Thụy Điển, so sánh họ như một võ sĩ hạng nhẹ đang tìm cách gây hấn với võ sĩ hạng nặng Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã phát động các nỗ lực có phối hợp để uốn nắn hình ảnh của Trung Quốc ở nước ngoài. Bắt chước nước Nga, Bắc Kinh sử dụng hàng ngàn bốt đề tài thông điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa lên theo tweet. Đồng thời, Trung Quốc bơm tiền vào truyền thông nhà nước với những chương trình phát đi bằng hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Và tại Thái Lan, đại sứ Trung Quốc đã dùng Facebook để mô tả những người chỉ trích Trung Quốc là thiếu tôn trọng trong cuộc tranh cãi về nguồn gốc của virus corona và phản bội lịch sử khi nói tới tình trạng ở Hồng Kông và Đài Loan. Ông Xi Min, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại trường luật Fordham ở New York, đã nói ông Tập rõ ràng ưu tiên tiến cử các nhà ngoại giao chiến binh sói. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng tại cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Ít nhất 13 nhà lãnh đạo, nhà báo của Mỹ sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc để đáp trả hành động của Tổng thống Mỹ hạn chế thị thực cho truyền thông nhà nước Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Những nhà ngoại giao Trung Quốc thế hệ mới này là họ không ngần ngại dùng những từ ngữ không mấy ngoại giao như một công cụ để thu hút sự chú ý của những người ở trong nước, bất kể tác động của nó đối với hình ảnh của Trung Quốc ở nước sở tại như thế nào. Nhưng ở nước ngoài, thái độ nghênh ngang và những phát biểu hung hăng của các nhà ngoại giao Trung Quốc bị lên án nặng nề hết sức. Ngoại trưởng Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc sau khi sứ quán Trung Quốc ra tuyên bố chỉ trích các nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão của Pháp đã chạy trốn để mặc cho những người già chết vì đói và bệnh tật. Và Hoa Kỳ cũng phản đối sau khi đại diện Trung Quốc đưa lên trang tweet những tố cáo không có cơ sở hay chứng cứ cho vu vạ cho quân đội Mỹ là có thể đã mang virus tới Vũ Hán. Tổng thống Pháp Macron đã đặt nghi vấn về cách đáp ứng của Bắc Kinh, nói rằng rõ ràng là có những điều đang xảy ra mà chúng ta không biết tới. Và nhà ngoại giao hàng đầu của Anh thì nói không có chuyện mọi sự như cũ với Trung Quốc sau đại dịch. Các quan chức Trung Quốc giận dữ về những điều mà họ cho là tính đạo đức tác giả của những phương Tây. Họ nói Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã làm ngơ khi dịch bệnh sắp trở thành đại dịch,
để rồi sau đó đổ lỗi cho Trung Quốc khi virus lan tới nước họ. Tờ báo Le Pond tuần này đã có bài xã luận đáng chú ý của nhà bình luận Nikolai mang tựa đề Trung Quốc và hiệu ứng gậy ông đập lưng ông. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 lần đầu tiên đến thăm một bệnh viện ở Vũ Hán gần 2 tháng sau khi chính thức công bố dịch phong tỏa Vũ Hán. Và bài viết so sánh đại dịch cúm Vũ Hán bùng lên từ Trung Quốc rồi lan đi khắp thế giới hiện nay với cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ nước Mỹ vào năm 2008. Nhà báo Le Pond đã nhận định, giống như Hoa Kỳ, thoạt tiên chính quyền Trung Quốc đã được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng xuất phát từ nước mình. Tuy nhiên, cũng như tương tự như nước Mỹ phải gánh chịu làn sóng dân túy bùng lên sau khi khủng hoảng, giờ đây chính quyền Trung Quốc có thể sẽ phải chứng kiến vị thế của Trung Quốc bị suy yếu do trách nhiệm của Bắc Kinh trong giai đoạn bệnh dịch xuất hiện và khi đại dịch lan rộng khắp thế giới. Và cuộc khủng hoảng y tế hiện nay mà Bắc Kinh cố gắng chứng minh đã xử lý một cách mẫu mực cho thấy bản chất toàn trị của chế độ Trung Quốc gắn liền với chính sách tuyên truyền dối trá và một nhà nước bạo lực. Giờ đây, công luận trên thế giới bắt đầu hiểu rằng dịch bệnh đã bị bưng bít hơn 2 tháng trời, một giai đoạn có ý nghĩa quyết định khiến dịch lan rộng. Số lượng người bị nhiễm virus và người bị chết bị bóp méo tại Trung Quốc. Và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm đúng những lời tổ sư Mao Trạch Đông để lại như sau. Bóp méo sự thật, theo đòi của thực tế, Bắc Kinh đã không tính đến những người chết vì cúm Vũ Hán tại gia đình. Theo thống kê mới nhất vừa được điều chỉnh, số người chết tại gia đình chiếm tới 1/3 tổng số người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số người chết thực sự có thể lên tới ít nhất 25.000 người so với số chính thức chỉ đưa ra có 4.632 người như hiện nay. Bởi theo cách một số nhà nghiên cứu dịch tễ học Trung Quốc, số người chết vì cúm Vũ Hán vừa chết do các bệnh khác chiếm tới 72% người qua đời tại các bệnh viện Vũ Hán. Cho đến nay, Bắc Kinh chỉ chấp nhận thống kê số người chết duy nhất vì bệnh cúm Vũ Hán mà thôi. Và đại dịch cúm Vũ Hán cũng phơi bày tình trạng kiểm soát công dân bằng kỹ thuật số ngày càng sát sao tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh hành khách ở Vũ Hán sau khi dỡ bỏ phong tỏa được đo thân nhiệt và phải quét mã vạch QR để chứng minh không bị nhiễm bệnh. Bắc Kinh có chính sách chi ly đến 1 triệu nhân dân tệ cho tất cả những doanh nghiệp nào phát triển một dự án kỹ thuật số liên quan đến dịch bệnh. Ví dụ như thiết lập các hộ chiếu y tế cho các tài xế taxi hay giới tài taxi nói chung do tập đoàn Alibaba quản lý. Việc sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát công dân, kiểm soát việc đi lại, kỹ thuật nhận dạng người qua võng mạc hay tập hợp thông tin về sức khỏe người dân hoàn toàn không cần tính đến sự chấp thuận của công dân. Tình trạng kiểm soát gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến người dân Trung Quốc hiện nay dè dặt trong việc tiêu thụ. Bên cạnh các nguyên nhân khác như sợ thất nghiệp, bị hạ lương. Và kinh tế Trung Quốc hiện nay đang trong tình trạng mất cân đối, cung cầu nghiêm trọng. Một bên là sản xuất bị bắt buộc phải nối lại với hoạt động bằng 90% so với trước. Còn bên kia là nhu cầu bị cắt đến một nửa do nhu cầu nội địa không tăng mạnh, cũng như nhu cầu bên ngoài do kinh tế thế giới tê liệt. Về mặt địa chính trị, trước mắt Trung Quốc đang ở thế thượng phong trong khủng hoảng hiện nay, trong một bối cảnh chưa từng có kể từ năm 1945, khi Hoa Kỳ hoàn toàn rút khỏi cuộc chơi. Đối với Bắc Kinh, đại dịch cho thấy thế giới đang ngừng phương Tây hóa và các nền dân chủ hiện đang bất lực, còn Trung Quốc củng cố quan hệ với các quốc gia đang trỗi dậy bằng ngoại giao y tế, tức là cung cấp ồ ạt trang thiết bị y tế, đầu tư thông qua các dự án con đường tơ lụa mới và kiểm soát các định chế đa phương. Đầu tiên là Tổ chức Y tế Thế giới. Thế nhưng, theo tờ Le Pond, đại dịch này làm nổi bật tính chất tương phản sâu sắc đằng sau. Thế thượng phong bên ngoài của Trung Quốc, một quốc gia có nền công nghệ phát triển, là các hành xử rất cổ hủ. Những thiệt hại ghê gớm cho thế giới hiện nay đang làm dấy lên những đòi hỏi phải khởi kiện Trung Quốc trên khắp nơi trên thế giới. Và quan hệ với Trung Quốc xấu đi vì cúm Vũ Hán, Thụy Điển đã đóng cửa Viện Khổng Tử cuối cùng tại đây. Đây là hình ảnh Viện Khổng Tử ở Đại học Stockholm, Thụy Điển, Viện Khổng Tử đầu tiên ở châu Âu đã bị đóng cửa vào năm 2015. Thụy Điển đã thông báo đóng cửa Viện Khổng Tử cuối cùng, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa tất cả các trung tâm đầy tai tiếng này của Trung Quốc. Trang tin Guancha của Trung Quốc đăng tải ngày 24 tháng 4 năm 2020 đã dẫn tin của báo Anh The Times vào ngày 21 tháng 4 cho biết Thụy Điển đã đóng cửa Viện Khổng Tử cuối cùng và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa hoàn toàn mọi hoạt động của Viện Khổng Tử. Được biết, Viện Khổng Tử được sáng lập vào năm 2004 và là một tổ chức được thành lập bởi Văn phòng Quốc gia Trung Quốc
lãnh đạo quảng bá ngôn ngữ Trung Quốc trên khắp thế giới, gọi tắt là Hán Biện, để quảng bá ngôn ngữ Trung Quốc. Vào năm 2005, Trung Quốc đã đặt viện khổng tử đầu tiên tại Đại học Stockholm ở Thụy Điển và là viện khổng tử đầu tiên ở châu Âu. Học viện này đã đóng cửa vào năm 2015. Vào thời điểm đó, trang web của Đại học Stockholm đã giải thích rằng tình hình hiện nay đã khác với 10 năm trước. Vào thời điểm đó, việc nhà trường giao tiếp với Trung Quốc là rất quan trọng. Và bây giờ chúng tôi có các cấp độ trao đổi học thuật hoàn toàn khác với Trung Quốc. Sự hợp tác như vậy là không cần thiết nữa. Và ông Astit, phó hiệu trưởng trường, nói với nhật báo Thụy Điển Dagens như sau. Nói chung, việc đặt một học viện được tài trợ bởi một quốc gia khác trong khuôn khổ một trường đại học là một cách làm có vấn đề. Trong 6 tháng qua, việc đóng cửa viện khổng tử của Thụy Điển đã được đẩy nhanh. Vào tháng 12 năm ngoái, Thụy Điển đã đóng cửa toàn bộ 4 viện khổng tử ở nước này, chỉ giữ lại lớp học của một viện khổng tử ở thành phố phía nam Flankebeck. Nhưng cũng bắt đầu từ tuần trước, lớp học này cũng đã bị đóng cửa nốt. Ông Jaden, người phụ trách các dự án châu Á của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Thụy Điển, cho biết điều này cho thấy sự thay đổi trong thái độ của Thụy Điển đối với Trung Quốc. Và trang web National Review của Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 đã phân tích, sau khi dịch bệnh cúm Vũ Hán bùng phát, quan hệ giữa Thụy Điển và Trung Quốc ngày càng xấu đi. Trong hoàn cảnh như vậy, Thụy Điển đã chọn cách đóng cửa viện khổng tử cuối cùng này. Vào hồi tháng 2 năm 2019, Lục Khảng, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói, hoạt động và quản lý hàng ngày của viện khổng tử ở Thụy Điển là hợp pháp, hợp quy, công khai và minh bạch, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy trao đổi văn hóa. Và ông ta chỉ trích thêm, việc chính trị hóa chương trình trao đổi giáo dục bình thường này cho thấy tư duy chiến tranh lạnh điển hình và cũng là phản ánh sự thiếu tự tin của họ ở một mức độ nhất định. Đây là hình ảnh người dân Thụy Điển biểu tình yêu cầu đóng cửa các viện khổng tử. Tờ báo National Review cũng cho rằng mối quan hệ giữa Thụy Điển và Trung Quốc đã xấu đi từ trước khi xuất hiện dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào tháng 11 năm 2019, Trung Quốc đã bắt đầu giữ Quế Dân Hải, một người kinh doanh sách ở Hồng Kông có quốc tịch Thụy Điển. Hiệp hội PEN, tức là Văn Book Quốc tế Thụy Điển, sau đó đã trao giải cho Quế Vạn Dân Hải giải một cái giải thưởng vào năm 2019. Và Trung Quốc sau đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại đối với Thụy Điển. Một số chuyên gia nhận xét rằng hành động của Bắc Kinh đã phá hoại nghiêm trọng sự tín nhiệm giữa Thụy Điển và Trung Quốc. Và từ năm 2004, chính quyền của Trung Quốc đã thành lập rất nhiều viện khổng tử ở nhiều trường đại học ở nước ngoài. Lý do được họ đưa ra là để thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Nhưng các quan chức của chính phủ Mỹ và một số quốc gia chỉ ra rằng các viện khổng tử này là công cụ tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc mà thôi. Và giám đốc của FBI Mỹ, ông Ray, nói trong một cuộc phiêu điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi năm ngoái rằng viện khổng tử có một mô hình gián điệp đáng kể và là một phần của chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy quyền lực mềm và mở rộng ảnh hưởng. Ông nói rằng các dự án của viện khổng tử cũng cho phép chính phủ Trung Quốc hạn chế tự do học thuật và tiến hành kiểm duyệt. Một báo cáo điều tra vào năm 2019 của Ủy ban Điều tra Thượng viện Hoa Kỳ cho biết, từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2018, tổng cộng 15 trường đại học của Mỹ đã nhận được 15,47 triệu đô la từ Hán Biện. Nhưng kết quả rà soát hồ sơ tài chính của Ủy ban này đối với 100 trường đại học và viện khổng tử cho thấy Hán Biện trực tiếp cung cấp cho các trường ở Mỹ hơn 110 triệu đô la tiền quỹ, vượt xa báo cáo của trường. Và gần đây, nhiều trường đại học của Mỹ đã liên tiếp chấm dứt các hợp tác với viện khổng tử của Trung Quốc, trong đó có Đại học Maryland, nơi viện khổng tử đầu tiên ở Bắc Mỹ được thành lập. Từ khắp nơi trên thế giới, phong trào xóa bỏ viện khổng tử của Trung Quốc đang diễn ra. Qua đây, nhà cầm quyền của Hà Nội chắc chắn cũng sẽ có một bài học rất sâu sắc để đối phó và xử lý thích hợp hơn với các cuộc xâm lược văn hóa từ Trung Quốc và các hoạt động gián điệp đang diễn ra tại Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020, với bản viết Nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Hoa của Tập Cận Bình, phản tác dụng. Các bạn hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.